mừng sinh nhật. Hello. Sinh nhật tí. Hôm nay là tí. Nào tròn 3 tuổi. Con nhớ chưa? Hôm nay con được mấy tuổi? 2 tuổi. Mừng sinh nhật, hôm nay con tròn mấy tuổi? Vừa mới nhắc 3 tuổi xong rồi bảo 2 tuổi. À, từ nay trở đi ai mà hỏi con mấy tuổi, con bảo là cháu 3 tuổi nhá. Thế hôm nay có ai mừng sinh nhật con? Có ai? Rồi, mẹ mời tí. Có ai nào? Mà hắn đấy, giơ tay. Có ai nào? Có chú. Có chú, có thím. Có bà. Có bà. Có bà, có bố. Có ai nữa? Có ai nữa? Có mẹ. Con, vậy hôm nay con hát tặng chuẩn ở nhà một bài nào? Hát tặng ở nhà một bài. Hát tặng bài gì nào? Bài gì? Bài gì? Bài gì? Không. Bài gì? Bé lên ba nhá. Nhá. Yêu nên ba. Lúc mà cháu con tội nếm đã. Con tội nếm. Con tội nếm. Tội nếm cơ. Bé đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ để mẹ trông cây trái. Đẹp đàn này, đẹp đàn này. Bên vào nhà máy ông vào vui cây cây. La 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 la. Hoan hô. Nào mời bạn tí thổi nến nào. Thổi mạnh lên. Và giúp con thổi nữa nào. Hoan hô.